Xin kính chào tất cả anh em cần thủ, kính chào tất cả các bạn. Hôm nay một cá hồng vương xin hướng dẫn các anh em cần thủ cùng các bạn cách làm mồi câu lăng xê với thính xám của một cá hồng vương. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị gồm như là cám cá. Cám cá này là cám độ đạm rất là cao, khoảng độ 30% đạm, 30 độ đạm. Đây là cám chim, nếu không cám chim các bạn dùng thì cám đậm đặc của cho nó ăn cũng được, những con ăn ạ. Đây là túi chuối tiêu chín kỹ ấy. Do chín kỹ ăn không hết cất đi cho tủ lạnh, ngăn đá cất đi, khi nào ta đi làm ngồi cho bỏ ra. Đây là gói chính xám của một cô hồng vương, xám hai gói, cám cá 5 lạng, cám chim 5 lạng, chuối khoảng 3 lạng và một ấm nước sôi. Đó, trước khi ta trộn mồi thì ta tiến hành cắm cá ngâm với nước sôi, cắm cá rụi nước sôi cho nở nhanh các bạn nhé. 5 lạng cắm cá các loại độ đạm 30% đấy, nước sôi và cám bằng nhau. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác trộn từng loại một. Trong khi chờ cám cá thấm nước sôi và nở đều thì chúng ta tiến hành bóp cám chim với chuối. Đây là chuối đây. Đây là chuối cho ngăn đá rồi như này đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả chuối các bác nhé. Bóp với cám chim. Đấy, bóp đều, chuối với cám chim là được rồi. Khi bóp chuối cám chim thì bóp cho mạnh tay tí các bác nhé, cho nó vỡ cái cám chim ra, cho nó chuối nó thấm đều trong cám chim, để cho mục đích là để cho cám chim nó nở và ngấm toàn bộ cái nước chung của chuối vào, nó sẽ nở bung lên vì nó cám rất là thơm. Loại mồi này dùng để câu cá chép, cá chấm cỏ, cá trôi, các lục phi, thậm chí chấm đen ăn được các bác nhé. Mà bóp nát hết chuối rồi, kỹ cho nát chuối rồi. Bên cạnh là công trường xây dựng nên là nó ồn tí, các bác không cần. Và chú ý nghe cho em nhé. Đầu tiên ta ngâm cám cám nước sôi trước, sau đó thì cho chuối vào bóp với cám chim, bóp thật kỹ. Bóp sao chuối nát nhím này, nát hết chuối để nó thấm đều cái chuối với cám chim. Đó, như vậy đây là bóp này là kỹ rồi các bác này. Đó, đấy, chuối với cám chim. Sau khi cám chim thấm nước cũng nở ra thì cái mồi rất là vừa tầm vừa dẻo. Trong khi chờ cám chim nó nở thì chúng ta tiến hành bóp cám cá rồi ngâm nước sôi đây. Đấy, cám cá đã nở hết rồi các bác nhé. Nơi bỏng thì các bác đảo qua cho nó nguội, không bóp ngay là bỏng tay đấy, đảo lên đi ạ. Quá mượn mấy cái bát thợ xây bên cạnh cái bay xây có xì đây, không có sao hết các bạn, nó chỉ đặt lên nó nguội đấy. Đấy, con cá sau khi mình luộc cái sôi vào nó nở rất là nhanh nở. Sau khi mình đã đảo cám cá lên rồi, ta tiến hành cho cám cá, cám chim với chuối lẫn với nhau.
hai loại giống nhau, cho nó trộn mới rồi to hơn. Em cá em cho ăn chậu này các bác nhé. Em cá đấy, em cá đã ủ sôi đấy, ngâm sôi đấy. Đây là con chim, chim nó bóp cái chuối. Đấy, ta bóp hai loại với nhau, trộn đều. Với lượng mồi như này, người ta có thể câu lên xe được cả ngày các bác nhé. Đấy, một cần, một hay hai cần lên xe có thể câu được cả ngày. Nếu các bác muốn câu nhiều cần thì các bác làm nhiều mồi lên, tăng cái mồi liều lượng lên, tăng hai lần một cân cắm chim, một cân cắm cá, với lại bốn con trứng sáng là xong rồi. Đấy, mồi rất đơn giản. Đấy, mồi này là vừa tầm dẻo rồi, cho thêm hai con trứng sáng vào là rất là dẻo. Bài mùa này nếu mà có ngủ qua đêm thì mắt trôi rất thích các bác nhé. Mắt còn chưa củ đấy, chưa củ chắc phụ đấy. Đấy, mùa này bài là thơm tanh, vị thơm tanh. Nếu ngủ qua đêm thì có vị chua. Sau khi ta bóp cắm chim với cắm cá xong, với chuối tiêu xong nhá, thì ta tiến hành là trứng cám. Này có trứng cám. Trứng xám mồi có cá hùng vương, gói này là 150g. Các bác có thể mua gói mồi này ở tất cả các hiệu, hiệu bán đồ câu, các tiệm bán đồ câu trên cả nước nhé. Hoặc là có thể mua online trực tiếp trên website mồi có cá hùng vương. Đây ạ, website mồi có cá hùng vương.vn đây ạ, các bác nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, website mồi có cá hùng vương.vn hoặc là Facebook mồi có cá hùng vương các bác nhé. Mua trên website hoặc trên fanpage của mồi có cá hùng vương là có cái đủ loại này. Các bác nhìn rõ không? Trứng xám hùng vương hai gói các bạn. Hai gói. Cho bóp đều hay lại với nhau, thơm lắm các bạn, rất thơm. Cái mùi này trộn là sau khi trộn xong nó hơi cứng một chút, nhưng mà để sáng sau ngủ có đêm sáng sau thì nó khi nó thấm đủ nước nó nở đều ra thì mùi vừa tầm nhỉ, nó sẽ rất là hiệu quả, phù hợp. Đây là mồi câu lăng xê với trứng xám hùng vương. Nguyên liệu gồm có 5 lạng cám cá, độ đạm 30 là độ đạm 30% ấy. 5 lạng cám chim, 5 lạng chuối tiêu khoảng 7 quả chuối tiêu chín, 2 gói trứng xám hùng vương. Thế thế ạ. Quy trình chuối trộn là ta rội cám cá ngâm nước sôi cho nở đều là hết. Một phần cám cá mình đổ nước sôi vào cho vừa bằng mặt cám cá đấy. Nó vừa thôi, nó không được đổ nhiều quá nó sẽ nhão quá đấy nhé. Đổ vừa đấy. Nó là cám cá đổ với nửa lít nước thôi. Cám chim ta bóp với chuối tiêu. Sau đó thì bóp cám chim với chuối tiêu. Xong thì ta trộn cám cá với cám chim đó với nhau, bóp lần nữa. Và cuối cùng ta cho trứng xám vào trộn. Cho hai con trứng xám vào trộn. Bóp kỹ. Nếu các bác muốn đánh trôi cả chép cả chém cỏ thì chúng ta cho lạnh ngủ, không thì nó đánh luôn. Như em này em đi đánh luôn. Chỗ sau là em cho lên vào túi lông. Rất dẻo các bác nhé, rất dẻo. Bây giờ để đi câu luôn rồi các bác. Nếu dài thì đủ dài. Nếu dài này mồi là bắt chép chấm cỏ trôi không đen tô phi có hết các bác nhé. Nói chung là bài hồi là gần bài một tổng hợp các loại cá ngọt.
khi ta bóp thì ta nhồi thật kỹ nó dẻo, nhồi càng kỹ mồi càng dẻo các bác nhé. Nhồi ta nắm tay này, đấy, lượng của đúng cuốn luôn, như dã mồi ấy, như một dã bằng tay, lấy tay thì làm chảy, chảy là nấm nấm. Bắt càng dẻo thì mồi càng dẻo dai, càng dẻo, càng kỹ càng dẻo. Đấy, như vậy là rất dẻo rồi. Đấy, rất dẻo. Đây là khoảng một cân, 1,5 cân, 2 cân, khoảng 2,5 cân mồi, 2 kg mồi. Nếu câu 2 cân thì câu cả ngày, phù hợp nhất ra hồ tự nhiên, sông suối, hồ tự nhiên, hồ đập, thủy điện như thế đấy, rất phù hợp các bạn. Hồ dịch vụ cũng rất phù hợp, rất là cá mới, rất phù hợp cá mới các bạn nhé. Nói chung là hồ nào phù hợp. Tóm lại một điều là mùa này cơ hồ nào cũng được. Bây giờ cũng mồi, con nhìn rõ không? Rất là dẻo. Đấy, này ủ 1 tiếng sau thì cam chim như thành con cá chim này này. Nhưng cam chim này nó sẽ nở hết ra, thấm đủ nước nở hết ra thì mồi nó rất là được một quẹt nhà các bạn. Đấy, con đi lấy túi lông. Các bác trộn mồi xong thì ta cho vào túi lông các bác nhé. Đây là túi lông này. Đấy, mồi này 2,5 kg. Rất là lớn, không thoải mái. Đấy, ta buộc kín nào cho nó khỏi mất mùi. Như vậy là xong bàn một câu lăng xê với là chín sáng. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Xin chào các bạn, mời các bạn xin chào các bác đã theo dõi, xin chúc các bác cùng nhiều cá.